mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tất cả những kinh điển Đại Thừa Pháp Hoa Lăng Nghiêm Bát Nhã có phải do Đức Phật thuyết không, thưa sư phụ? Vì trong tạng kinh Bali không có kinh điển Đại Thừa và ba lần thuyết tập kinh điển cũng không có kinh điển Đại Thừa. Kính bạch sư phụ từ bi quan hỷ chỉ dạy cho con hiểu. Để coi cái này chúng tôi nói trong có kinh nào ta? Nói rất là nhiều trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa về cái việc mà kinh Đại Thừa và kinh Nguyên Thủy Phật Giáo. Thì chỉ có những người mà nhập được cái đại định Đại Thừa thì họ mới biết là Đức Phật thuyết cái gì. Còn những người nghiên cứu không biết đâu. Cho nên không có căn cứ trên cái ngôn ngữ mà có thể định được kinh này ai nói. Không ai có thể chứng minh cho tới giờ phút này. Các nhà nghiên cứu về sử học họ biết là cái loại cái ngôn ngữ này nó có thời cách chúng ta 1.000 năm, 1.500 năm, 2.000 năm vân vân. Thì họ cũng có thể phân tích được, chứng minh được cái ngôn ngữ của Pháp Hoa, của Lăng Nghiêm là sau thời Đức Phật. Thì tôi nói cái điều này đúng về cái mặt của thế gian. Nhưng mà về mặt xuất thế gian thì cái này hoàn toàn không đúng. Chừng nào ông nhập định Đại Thừa ông sẽ biết. Tại vì một người nhập trong cái định Đại Thừa thì họ sẽ nghe được tất cả bài pháp mà không phải đời Đức Phật này mà hằng hà sa số những Đức Phật đời quá khứ thuyết như thế nào, mà nghe trong một sát na thôi. Và chính họ được quyền viết lại những bản kinh đó. Họ là người được quyền. Vì họ ở trong cái thể tánh thanh tịnh đó họ nói ra. Và những người ở trong thể tánh thanh tịnh thì được quyền nói kinh. Còn mình là người nhà nghiên cứu, người học giả, học thức thì bằng ý thức thì đương nhiên là định nó phải hoặc là không phải. Người ta không bao giờ có đủ cái sức để hiểu một cái câu nói của Đại Thừa. Ví dụ như tôi nói là đầu bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Một người mà nghiên cứu, các nhà học giả cho tới các nhà bác học đi nữa, họ không hiểu là từ lông trắng giữa chặng mày của Đức Phật phóng một luồng hào quang sôi thấu mười muôn cõi nước ở phương Đông, trên thấu tới trời hữu đảnh, dưới thấu tới địa ngục an trì. Trong đó trong phần giữa thấy Bồ Tát xuất gia rồi tu hành thành đạo, rồi thuyết pháp, rồi nhập niết bàn, rồi phân bố xá lợi vân vân. Câu đó họ đem 8.000 cái đầu của các nhà bác học chưa hiểu nổi. Không có tu cũng cách nào hiểu nổi câu này. Ngoài cái việc hiểu họ còn thấy được ý nghĩa sâu xa của câu nói này là một cái gì. Sao hiểu nổi, nghiên cứu học giả không bao giờ hiểu nổi. Cho nên nó nghiên cứu trên văn tự chữ nghĩa rồi định đoạt ra thế này thế kia theo cái kiểu kiến thức. Một người mà dùng cái kiến thức, dùng cái ý thức, học thức để mà có thể soi thấu một câu kinh của Đức Phật và bình luận nó là đúng, nó là sai, nó là có, nó là không, thì người đó nói hơi bị hàm hồ theo cái nhìn của Đạo Phật, dù người đó trình độ tới đâu. Ông tu đi. Ví dụ như Đức Phật nói cái định của sơ thiện, ngồi đó lý luận tùm lum mà biết sơ thiện là gì không? Ví dụ như Kinh Nguyên Thủy nói về cái chứng tu đầu hoàng, nó có thể định danh nổi cái đưa tu đầu hoàng là cái gì không? Không tu lấy gì biết. Mà dám nói Kinh Nguyên Thủy là Phật nói được Kinh Đại Thừa không phải Phật nói. Cái Đại Thừa chứng cái quả thánh đó, biết không? Không biết thì không nên nói. Cho nên không có nên nghe lời những cái người nghiên cứu Phật học nói. Vì những người đó là những người học thức. Và học thức thì không thể hiểu được Kinh Phật, dụ lời nói rất là nhỏ, tôi dám cam đoan. Ngon đi gặp, tôi sẽ nói chuyện cho nghe. Để thấy rằng cái học thức không có ăn nhầm gì với Đạo Phật, dù một câu rất nhỏ. Tôi nói ví dụ như hai chữ vô thường thôi. Nếu tôi ngồi tôi viết là một đống sách dựng lên tới nóc nhà chưa hết, tôi chấp mấy cái nhà nghiên cứu có thể nói vô thường với tôi, so với tôi 1% chưa chắc họ đủ lý luận nữa.
thì đừng có nói đụng tới kinh Phật, tại chưa tới hồi mình sổ thôi. Chứ còn kinh điển Đại Thừa là một cái trí tuệ của những cái bậc thánh. Tôi nói là ví dụ như cái bản kinh Thập Thiện đi, thì khi Bồ Tát Long Thọ nhập định và Ngài thấy Đức Phật thuyết ở trong Long Cung, và Ngài Long Thọ mới viết ra bản kinh Thập Thiện, chuyển thành ngôn ngữ người phàm. Thực sự khi xuống Long Cung, Đức Phật thuyết ngôn ngữ gì chứ không phải ngôn ngữ loài người. Chúng ta nên nhớ khi đi cõi khác là nói chuyện ngôn ngữ khác. Thì chỉ có những vị đại thánh mới đủ sức diễn dịch từ cái ngôn ngữ của loài khác thành ngôn ngữ loài người. Là Ngài Long Thọ là người có công nói lên bản kinh Thập Thiện này. Và Ngài Long Thọ thấy Đức Phật xuống Long Cung nói như vậy, về Ngài Long Thọ thuật lại. Chứ không phải Đức Phật thuật cái bản kinh Thập Thiện cho Ngài A Nan nghe đâu. Có những bản kinh, ví dụ bản kinh Phước Đức, thì Đức Phật thuyết trong vị chư thiên cõi trời, thì Đức Phật cũng sử dụng ngôn ngữ khác, thì Đức Phật cũng thuật lại cho Ngài A Nan nghe. Có những cái bài kinh như vậy. Thật ra ở trong kinh cũng lại có rất là nhiều cái vị đệ tử của Đức Phật. Ví dụ như có lần Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Quyền Liên lý luận về một cái bản kinh, về một cái câu chuyện gì đó, thì Ngài A Nan nghe hai bên nói chuyện với nhau, nó cũng không thành cãi giả, nhưng mà đại khái là nói lý với nhau về cái chuyện đó. A Nan mới lấy cái chuyện này thưa với Đức Phật. Đức Phật gật đầu thì cái đó nó cũng thành kinh. Thành ra trong hệ thống kinh Nguyên Thủy có rất là nhiều bài của đệ tử Đức Phật nói, chứ không phải là miệng Đức Phật nữa, không phải là từ kim khẩu Đức Phật nói, nhưng nó cũng vẫn nghiễm nhiên là bản kinh, vì nó được Đức Phật gật đầu đồng ý. Thì sau thời Đức Phật cũng vậy, không có Đức Phật gật đầu đồng ý, nhưng mà các vị đã ngộ ra cái lý của Đức Phật dạy, đã ngộ ra được chân lý, và đã chứng đắc tới những cái chỗ mà Đức Phật nói, nhập trong cái đại định Đại Thừa, thì nó đã vượt thoát thời gian và không gian. Cho nên cái chuyện của hàng tỷ năm về trước cũng như cái chuyện bây giờ, các vị thấy rõ và thấy trong lòng bàn tay. Cho nên các vị được quyền viết cái quyển kinh đó theo cái nhìn của mình trong cái lúc chứng đắc, chứ không phải trong cái lúc suy tưởng theo kiểu tâm thức. Thì ở trong cái chỗ chứng đắc, trong cái cảnh giới thanh tịnh của cái đại định đó, các vị viết cái quyển kinh này. Giống như cả một cái hệ thống của Mật Tông, thì cũng do Ngài Long Thọ, sau thời Ngài Long Thọ mới có. Nếu một người mà chân chánh tu Mật Tông là phải thờ Ngài Long Thọ làm tổ. Vì trong lúc nhập trong đại định, Ngài Long Thọ nó thấy một cái vị Phật thuyết bản kinh này ở cái cõi khác, chứ không phải dạy cõi mình. Ngài Long Thọ mới đem cái bản, cái hệ thống mà Kim Cang Thừa đem về đây để dạy cho một số người tu tập. Cũng như bản kinh Hoa Nghiêm. Bản kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật ở trong cảnh giới Tỳ Lô Giá Na, Đức Phật thuyết cho chư đại Bồ Tát nghe, chứ Đức Phật không phải ở cõi phàm thuyết cho các vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni ở trong cái chúng hội đó nghe. Thì Ngài Long Thọ cũng nhập trong đại định để chuyển cái ngôn ngữ thánh nó thành ngôn ngữ phàm, để mình mới có bản kinh Hoa Nghiêm. Thì mấy người nghiên cứu làm gì biết nổi chuyện này, nhập định đi rồi sẽ nói. Cho nên muốn mà chính xác cái này có hay là không nói, Phật nói hay là không phải Phật nói, thì làm ơn tu theo Đại Thừa và nhập trong đại định đi rồi sẽ có câu trả lời chính xác. Còn học thức không đủ sức đâu. Kinh Nguyên Thủy học thức còn không đủ nhận định, đừng có nói tới kinh điển Đại Thừa. Mỗi một lời một chữ trong kinh điển Đại Thừa là gọi là cái gì? Kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa xứ, tùy mức độ tu chứng của mình, chứ không phải mức độ học hiểu nha, phải dùng cái từ là mức độ tu chứng của mình. Mình có thể hiểu từng tầng bậc ở trong cái cảnh giới của kinh điển Đại Thừa. Cho đến ngày mà chúng ta đã chứng trong cái nhất thiết trí trí rồi, lúc đó mới hiểu được tận cùng cái lời của kinh điển Đại Thừa. Chứng được tới cái quả vô thượng Bồ Đề mới có thể hiểu hết. Thì mấy người mà học thức học giả có cái bằng cấp tiến sĩ hay gì nghiên cứu đạo Phật, phân tích chữ nghĩa rồi có thể chắc mình bằng Phật rồi quá. Chắc bằng rồi cho nên mới nhận định là có đúng hay là không đúng. Xin thưa không có phải vậy đâu. Nhìn theo cái góc nhìn của thế gian có thể chấp nhận lý luận các người này, nhưng nhìn có cái góc nhìn chuyên môn của đạo Phật, người này tôi không chấp nhận miếng nào. Và cần thiết thì gặp đối thoại trước công chúng, không cần đối thoại riêng.
đối thoại để cho bà con nghe, để cho những người hiểu biết nghe là những cái cách lý luận này nó sai ở chỗ nào. Ở đây thì mình không đủ thời gian và không gặp người đối thoại kiểu đó, là ra không có cần phải nói nhiều. Nhưng nếu cần những người nào mà đang nói kinh điển Đại Thừa không phải Phật thuyết, mời tới bất kỳ cái hội trường lớn nào để đối thoại, tôi sẵn sàng đối thoại. Để thấy rằng cái nhìn của họ cuộc hẹp, nhỏ bé, hạn hẹp lắm, hạn cuộc lắm. Chút xíu à, trí thức trần gian nó là cái gì có một tí xíu à. Giống như Ngài Đức Sơn nói là bao nhiêu cái học thức giống như họ cái giọt nước nhỏ trong hồ lớn. Nói vậy là khiêm tốn á. Đức Phật phải dùng cái từ là cái hiểu biết của trần gian giống như con mũi nhúng chân xuống đại dương lấy lên miếng, nhưng mà nói là ta lấy được hết cái biển rồi. Đó là nói hàm hồ. Ha ha ha, 问什么的说